Không biết anh Sử lên từ sáng mà không biết anh Sử đi đâu vậy? Giờ sáng á, thế anh Vâng. Sử có lấy xe đi không? Có ạ. Có, lấy cả xe đi ạ. Vâng. Thế điện thoại của Sử thì điện không được à? Anh Sử mang đi rồi ạ. Anh Sử mang đi, thế còn điện thoại của em đâu? Điện thoại của em hỏng rồi ạ. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã đến với nội dung mới trên kênh bản em. Thưa cô bác, vừa rồi cháu Lực vừa mới đi làm về thì bắt gặp em Hải là đang ngồi ở cổng nhà của cháu Lực, ở cửa nhà luôn cô bác, để đợi cháu Lực. Không biết là hôm nay vấn đề gì mà em ấy chưa có đi về và ở đây đợi cháu Lực cô bác nhé. Hải ra đến đây lâu chưa Hải? Em lên từ sáng rồi ạ. Lên từ sáng á? Vâng. Lên từ sáng, thế là xuống đây làm gì? Xuống đây tìm anh Sử ạ. Tìm anh Sử á? Vâng. Để anh đeo cho Hải một cái này. Thế là Hải xuống đây từ 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 sáng á? Vâng. Thế anh Sử đi từ sáng rồi à? Vâng. Cháu Hải xin kính chào quý anh bà của chúng chị ạ. Đây, lấy chìa khóa rồi từ, lấy chìa khóa mở cửa vào nhà đó, đây. Vâng. Đây. Lấy chìa khóa mở cửa đi vào nhà đó, rồi thì có gì thì nói cho anh nghe. Vâng. Có ba chìa, xem mà mở mở một chìa khác đi. Hôm nay thì cháu Lực đi có một chút việc riêng của bác, thành ra là không không có đi làm được. Nãy về đến nhà thì bắt gặp là em Hải là ở nhà cháu Lực đợi, thì không biết là em ấy có cái vấn đề gì không. Vừa rồi thì em ấy nói qua bảo là xuống để tìm Sử, có mở được không? Được chưa? Đấy, mở ra. Đấy, kéo kéo mạnh nha. Này. Đây hộ anh bật điện đấy. Chìa khóa cứ vào nhà đi. Đấy, cứ cầm để trên tủ lạnh nhá. Khổ. Đây, đây thôi. Này Hải, ngồi đây đi. Thế Hải là ra đã lâu, ra chỗ trọ anh lâu chưa? Em vừa ra một tí rồi ạ. Vừa ra một tí á? Vâng. Thế là ra đây là tìm anh để làm gì ấy? Không biết anh Sử lên từ sáng mà không biết anh Sử đi đâu vậy? Từ sáng á? Thế Vâng. anh Sử có lấy xe đi không? Có ạ. Có, lấy cả xe đi ạ. Vâng. Thế điện thoại của Sử thì điện không được à? Anh Sử mang đi rồi ạ. Anh Sử mang đi, thế còn điện thoại của em đâu? Điện thoại của em hỏng rồi ạ. Thôi của em hỏng á? Vâng. Nó bị hỏng như thế nào? Dây sạc hỏng ạ. Thì điện thoại của em hết pin thì nó tắt nguồn rồi ạ. Thế là hỏng máy sạc chứ không phải là hỏng điện thoại đúng không? Vâng. Sạc hỏng sạc thôi ạ. Hỏng sạc á? Vâng. Thế tiền hôm nọ mà anh đưa cho Sử ấy, sao không bảo là anh Sử đi mua dây sạc mới rồi? Đã bảo anh Sử chưa? Bảo dây sáng hôm nay mới hỏng thôi ạ. Sáng hôm nay đã mới hỏng à? Vâng. Thì cho bảo anh Sử đợi. Chưa bảo anh Sử á? Vâng. Thế là hôm nay thì anh Sử đi từ sáng sớm, anh Sử đi đâu thì anh có bảo không? Anh Sử không bảo đâu ạ. Sử không bảo á? Vâng. Thế có đã đi ra nhà anh Vân, anh biết để mà hỏi chưa? Anh Vân, anh ca cái hỏi chưa? Đi hỏi hết rồi Đi ạ. hỏi á? Đi Vâng. hỏi nhưng mà các anh bảo là Sử đi đâu? Các anh bảo là các anh không biết đâu. Các anh không biết á? Vâng. Nhưng mà các anh là vẫn ở trên nhà. Vâng, trên nhà thôi ạ. Vẫn ở trên nhà. Vâng. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực có đi làm về các bác thì cũng chưa có ăn cơm nước gì cả. Đấy, Hải thì đã ăn cơm gì chưa? Em lên từ sáng chưa ăn đâu ạ. Lên từ sáng thì không ăn gì á? Vâng. Thì cũng không ra kia ăn phở à? Em không mang tiền lên ạ. Không ăn tiền lên á? Vâng. Giờ này thì phở thì đã hết rồi. Thế em có cầm tiền ở trong cầm tiền ở nhà có chút nào không? Em cầm 20.000 thôi ạ. Cầm 20.000 à? Vâng. Nhưng mà tiền của em để ở nhà thì có dành dụm được chút nào không? Có ạ. Có à? Vâng. Thế mỗi lần anh đưa cho em thì có dành dụm được chút nào không? Có ạ. Có à? Vâng. Đó. Thế là cũng chưa ăn gì đúng không? Chờ đợi. Chưa ăn gì thì bây giờ Sử thì không phải đi tìm nữa. Vâng. Đấy, anh biết Sử ở đâu rồi. Vâng. Đấy, không phải đi tìm nữa. Vâng. Là với lại cả thêm là Thắng nữa.
cả thêm là Thắng nữa. Anh biết xử đâu rồi thì không đi tìm nữa, tí anh sẽ đưa em đi về nhá. Bây giờ đói đúng không? Hơi đói rồi. Hơi đói à? Hơi đói thế là bây giờ ra kia nấu mì ăn nhá. Anh cũng không còn nấu cơm rồi đấy, hôm nay anh về muộn đấy. Thế thì bây giờ Hải đi ra phòng bên kia để nấu cơm đi. Cầm chìa khóa đi. Này có lẽ là đây chìa khóa đây mà Hải. Này có lẽ là cháu Lực không có muốn ghi hình cả cô bác ạ. Đấy nhưng mà em các em như thế nào thì cháu Lực ghi hình lại ghi hình cho các bác, cô bác anh chị là cùng biết. Được chưa? Đẩy mạnh vào, đẩy mạnh vào. Đây, đây, rồi. Đẩy mạnh vào. Đấy, đi ra kia cắm điện điện cái vào đây. Đây, anh chị cho. Đấy, cắm điện này vào. Cắm cái phích kia. Đây, phích này, phích này, phích này, phích này, phích này. Đấy. Cắm cái ổ kia. Đúng rồi. Đấy, cắm cái ổ đấy. Đấy, xem trong ấm kia còn nước không? Xem cái ấm kia còn nước không? Cái ấm sau này. Còn một tí rồi. Còn một tí á, xem là đủ chưa? Nếu không đủ thì đi xuống lấy nước về đi. Lấy nước ở đây này, lấy nước ở trong nhà tắm nha, nước trong nhà tắm nha. Đấy, lấy cái vòi kìa. Thế là Hải là xuống đây từ mấy giờ? Ăn cơm xong mới xuống hay là chưa ăn cơm mới xuống à? Ăn cơm xong mới xuống. Ăn cơm xong mới xuống à? Được chưa? Rồi đến giờ này không tìm thấy anh Sử là cũng không biết về à? Hả? Hay là phải tìm thấy anh Sử thì mới về được? Thấy anh Sử thì mới về được. Anh Sử thì mới về được á? Ai cắm ở cái đĩa kia? Cái đĩa kia. Xong rồi để xong đặt lên bàn. Đặt lên bàn. Đấy, cẩn thận nha. Xem mà đây còn trứng không? À đây còn trứng này. Từ từ đây còn trứng đi thôi. Từ từ nhá. Đây còn trứng thì đổ vào đây. Lấy cái nồi kia ra đây. Đấy, lấy cái nồi cơm điện để ra ngoài. Đấy, để đặt đây, đây được rồi. Đấy, đúng rồi. Đặt đây cho nó gọn là được. Em, tắt bếp bên kia đi. Tắt bếp ở đây đi. Tắt tắt rồi này. Đấy. Tắt em nhấc ra thôi. Xong là đổ vào đây. Đấy, đổ vào cái nồi này. Ở nhà thì đã ăn, có bây giờ ăn mì tôm, đã ăn mì tôm trứng chưa? Chưa rồi. Để vào đây. Chưa ăn mì tôm trứng à? Chưa rồi. Rồi, rồi, rồi. Ở đây chỉ có đây cho em ăn trước đi. Đưa lên xong rồi một tí nữa đập kia vào hai quả trứng nhá. Mì tôm ăn một gói, ăn gói mì tôm ở kia đấy, kia kìa. Cái đấy không cần bật nó tắt đi. Lấy mì tôm ra, mì tôm ở kia đấy, bóc đi. Còn không, xem túi kia còn không, không còn thì bóc túi đấy đi. Đây, kéo, cắt được chưa? Được rồi à? Rồi, sau một tí là đập trứng vào đây nhá. Đập vào đây hai quả nhá, để nó sôi đập vào đây nhá. Xong rồi thả mì tôm vào. Thế ở nhà mọi lần anh mua trứng lên thì là để ăn với mì tôm là không không ăn với mì tôm à? Để ăn với cơm. Để ăn với cơm à? Đợi một lúc đã, đợi một lúc cho nước nó sôi nhá. Trứng cái kia.
Đây, một đợi một tí nước sôi thì đập trứng vào đây nhá. Vâng. Đấy, đập trứng vào đây. Đấy. Biết đập không? Lấy dao đập đi. Lấy dao đập đi. Đây không đập đập đầu bên này mà. Đấy này đúng rồi. Chặt 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 đôi trứng này. Ôi từ từ từ. Anh nhìn thấy Hải sợ quá. Từ 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 đây đấy là. Thế là mọi lần là chặt trứng như nào, mọi lần này, mọi lần đập như nào? Đập thế này. Đập đập đây vào cho á. Vâng. À, đến lối mà đập trứng vào thì tôi cũng không biết đập bên này Hải. Một tí nó sôi thì đợi đợi trứng nó chín đã nhá. Vâng. Xong thì bỏ vào đây. Vâng. Ăn mì tôm. Ăn mì tôm xong thì anh sẽ đưa về. Vâng. Sử không phải đi tìm nữa, Sử ấy. Vâng. Thực sự ra thì hai anh em Hải Sử của các bạn cháu Lực rất là quý các em. Cháu Lực cũng coi các em như là một người em cả. Cháu Lực rất muốn dạy dỗ các em là từng chút một. Đấy, nhưng mà ở đây thì khi mà cứ mỗi lần ở nhà thấy con thức ăn không? Con ạ. À. Con à? Vâng. Đấy, khi mà cháu Lực đưa tiền cho em thì lại em lại cứ kiểu là cũng cháu Lực rất là khó nói các bác ạ. Thậm chí là bây giờ gặp ở ngoài đường là như kiểu là coi cháu Lực như là một người lạ nữa nhá. Còn là em Hải thì lại khác. Em Hải thì phải nói là em ấy rất là ngoan các bác ạ. Đấy, đợi một tí nữa ăn mì tôm xong thì anh sẽ đưa về nhá. Vâng. Đợi cho nó sôi một lúc nhá. Vâng. Một gói thì có ít quá không Hải? Hay là đói không? Không. Nếu mà đói thì ăn thêm hai gói nhá. Vâng. Nhưng mà chắc là Hải ăn hai gói thì Hải là không ăn được. Vâng. Hãy cứ ngồi xuống ăn đàng hoàng. Nếu mà uống nước ăn xong uống nước thì ra bên kia uống nhá. Vâng. Cháu Hải mời quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cùng cháu ăn mì tôm ạ. À, ăn đi. Vâng. Ăn nhanh nhanh xong là cứ ăn từ từ đi nhá. Vâng. Không phải vội vàng đâu. Vâng. Đấy. Ăn xong thì một tí nữa anh sẽ đưa Hải là về sau. Vâng. Có để nước hơi nhiều không? Không đâu. Lấy cái thìa kìa, ở kia có thìa mà. Vâng. Thầy lấy cái thìa ra ăn. Thật sự ra thì hiện tại thì có mỗi mình cháu Lực tự ở đâu các bác, cho nên là đồ đạc mọi cái cháu Lực vẫn còn gọi là làm không được ngăn nắp mấy đâu các bác. Ở đây thì phòng trọ thì cũng rất là hẹp. Trứng vừa rồi để hai quả chứ. Vâng. Hay mỗi lần mà cháu Lực mua trứng lên cho các em bảo là ăn kèm mì tôm quá, nhưng mà toàn là ăn với cơm thôi. Hầu như là mì tôm là phải nói là một cái món nếu mà để ở trên bản đó các bác là món là cực kỳ là cũng gọi là cực kỳ là ngon đúng không các bác ạ. Nóng thì vừa thổi vừa ăn từ từ thôi nhá. Vâng. Hiện tại thì cũng đã gần là sắp được gần 9 giờ rồi các bác ạ, là 20 giờ là 45 phút rồi. Nếu mà vừa rồi mà cháu Lực không có ở lại bên kia để mà có thêm một chút việc thì có lẽ là em Hải đã không gặp cháu Lực rồi.
Nhìn cái cách của em ăn là có vẻ như khá là đói rồi cô bác. Chắc là em ấy còn là ngại ngùng là chưa có dám nói với cháu Lực rằng là đói hẳn đấy. Vừa rồi thì đi xuống thì có cầm theo là áo mưa hay là mưa ô gì không? Không cầm đó. Không cầm đâu à? Ừ. Không. Bây giờ thì sẽ để Hải là Anna một lúc ra cô bác, rồi một tí nữa hai em là sẽ đi về sau cô bác ạ. Hay là tối nay ngủ ngủ lại với anh không? Em chỉ về ạ. Đi về á? Vâng. Ở nhà không có ai trong nhà hay là như nào? Ở nhà không có ai trong nhà. Thế vừa rồi biết thế ở nhà không có ai trong nhà thì còn xuống tìm Sử làm gì? Em tưởng là em về tìm thì em về sớm, nhưng mà em tìm không thấy anh Sử thì đã muộn rồi. Em về đây đợi anh để anh đưa em đi về ạ. Rồi. Đấy, như thế là đúng rồi. Không như thế. Biết anh ở đây như thế nào thì ra đây đợi anh để anh xử lý cho anh đưa về nhá. Vâng. Thế còn bây giờ thì ăn đi nhá. Vâng. Đấy, khóa cửa vào. Xong là đóng chìa khóa vào. Được chưa? Đóng được không? Đây xem nào. Đấy, đóng đi. Đấy, vừa rồi thì em Hải cũng vừa ăn mì xong rồi các bác ạ. Bây giờ thì cũng khá là muộn rồi. Có lẽ là cháu Lực sẽ tranh thủ là đưa em Hải là đi về sớm hơn. Nào, anh khóa cửa bên kia nào. Anh khóa nước cửa bên này. Điện không có tắt đâu. Một anh đi một tí xong về rồi. Tí anh không ở lâu á. Là ăn no đúng không? No rồi. Rồi. Một thanh niên này chưa về à? Đi ngồi đi. Sử Văn đang bên kia à? Từ đây lên nhà Hải thì đi xe mất độ tầm là chắc là tầm 20 phút gì đấy cô bác, tầm 20 phút đến 25 gì đấy. Thời gian này thì đường có vẻ như sạt lở nhiều hơn ở nhà, đi khó hơn. Cái điện thoại của Hải là bao giờ mới mua được sim? À, bao giờ mới mua được cái sạc? Không biết đâu ạ. Hả? Chắc là ngày mai xem. Ngày mai xem à? Vâng.
Hôm nay thì ngày là ngày chợ đấy, thì là xuống tranh thủ là xuống mua sạc đấy nhá. Vâng. Vậy trời tối nay mà về một mình sao dám về? Đèn pin chả có. Dạ vâng. Cái này có bảo là ai trong nhà hộ không hay là khóa cửa? Khóa cửa rồi ạ. Khóa cửa rồi ạ? Vâng. Sau khi mà cháu Lực đăng tải tức phim này lên thì sẽ có một số các bác nói rằng là cháu Lực diễn này nọ đấy các bác. Thì thật sự ra các em như thế nào thì là cháu Lực biết là cái hình như thế thôi. Điện thoại của em Hải thì đang đi học. Thế Sử không cầm điện thoại đi theo à? Thế cái điện thoại của Sử đâu? Điện thoại của Sử không hỏng đâu. Điện thoại của Sử thì không hỏng đúng không? Vâng. Nhưng mà Sử cầm theo hay là không cầm theo? Anh Sử cầm theo rồi. Cầm theo rồi à? Vâng. Ai ôi. Như cái đoạn đường bê tông như này thì là hai anh em có thể là vừa đi vừa nói chuyện và vừa ghi hình được. Nhưng mà từ cái đoạn điểm trường đi vào thì mấy hôm nay là mưa nhiều quá nên là trơn, không có ghi hình được cô bác ạ. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng em Hải là đi lên là gần đến nhà của em Hải rồi cô bác ạ. Cái đường như này thì sao lấy xe được lên à Hải? Được ạ. Có phải lấy đẩy không? Có ạ. Có à? Lên trên bản này chắc là tầm giờ này là người ta ngủ hết rồi đấy. Là không có ai thức nữa. Trên bản thì người ta ngủ rất là sớm các bác ạ. Thậm chí là bây giờ đã tầm 9 giờ đêm rồi. Trên này có vẻ như chó người ta sủa ghê hết nhỉ. Vâng. Ra đến nhà các em thì phía bên này là còn một cái bóng đèn năng lượng mặt trời của bác ạ. Ở bên ngoài là có hai cái của bác nhé. Một cái thì là đặt phần mái hiên kia rồi. Vậy từ từ sửa tay ở chân nè. Đấy, nước thì bây giờ rất là dồi dào của bác. Tôi bảo là hai anh em là phát ra xung quanh này không cho nó rộng rạp một chút mà lên thì cũng chưa thấy phát gì cả. Chưa? Cái chó này thì lấy thả thôi à? Bên này là khô chưa? Khô rồi. Hả? Khô rồi à? Thế vào được chưa? Xem nào. Khô rồi, bỏ có thể bỏ ra đi, chó gà còn đi hết rồi, đi được rồi. Hôm qua chưa đi được. Cái phần mái hiên này thì là hôm qua thì cũng làm lại các bác ạ. Bây giờ này thì đi thoải mái rồi. Bây giờ thì nước là không có ngập được vào nữa.
Đây Hải à, mở cửa đi, anh xem cái phần máy hiên được một chút. Có vẻ như là vẫn còn kiểu là hơi 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 ướt một chút của bác này. Lên thì bảo là hai em Hải sử là dùng cái xào để mà phơi ra kia thì cũng chưa thấy các em làm gì cả. Lên trên thế này thì yên tĩnh nhỉ, chả có ai thấy ai nói chuyện nữa. Đấy, nhà cửa thì như thế thì cũng tương đối là sạch sẽ thôi. Này hôm nọ ai lại gỡ ra đấy Hải? Lại gỡ ra rồi, không 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 quận lại như hôm nọ anh chỉ à? Hả? Phải quận lại như hôm nọ là anh chỉ đồng hàng chứ. Thế thì nó mới gọn gàng được nhà cửa chứ. Và bây giờ thì cho lực cũng đá là đưa em Hải là đến lên tới nhà rồi. Thì em Sử là vẫn chưa có thấy về cả cô bác ạ. Nói là trong thời gian vừa rồi thì nói em Sử thì cho được cô nói rất là nhiều rồi. Đây, hầu như là sau khi mà hoàn thành tất trong mọi cái thì Sử trở thành như kiểu trở thành một con người khác luôn cô bác. Chứ không giống như một con người mà hiền lành như trước kia nữa. Thế còn Hải thì lần sau nhá. Lần sau nếu mà thấy anh Sử lái xe đi nhá. Thấy anh Sử lái xe đi thì lên trên này này. Số của anh thì có đúng không? Lên trên này ghi ra giấy đi. Đấy. Nếu mà không em điện thoại em chưa sửa xong nhá. Là ghi số điện thoại ra giấy xong rồi điện cho anh. Điện cho anh thì anh ở bên dưới xem là có Sử ở đây không. Thì anh bảo Sử là về nhá. Tại vì ngày hôm nay là ngày chủ nhật đúng không? À, ngày thứ bảy đúng không? Ngày mai là hình như là trên các em là được nghỉ đúng không? À trên các em là không có đi làm đúng không? Là ngày mai là ngày để làm gì? Ngày mai đi chợ thôi. Là ngày đi chợ à? Kèm theo ngày đi chợ thì là ngày có đi vào nhà gì nhỉ? Nhà Diệp. Đúng rồi, nhà đỏ đỏ ấy. Có buổi sáng vẫn đi thôi. Là buổi sáng là đi đúng không? Cho nên là hầu như là cả thôn này là ai cũng đều đi đúng không? Dưới kia số nhà không đi đâu. Số nhà là không đi à? Ờ đấy thì đi như cái đấy thì đi vào đấy thì là không ai cấm cả. Đấy nhưng mà tuy nhiên là đi là phải biết bảo anh Sử đi là phải biết đường về. Chứ đừng có đi mà một mạch là đến tối này là vẫn chưa về. Thứ nhất là em ở nhà là em cũng lo lắng này. Điện thoại thì đang hỏng. Ngày mai thì bảo Sử là đi mua đấy sạc nhá. Tiền thì là cho Sử là cầm rồi. Đấy. Đấy thì bây giờ anh đưa em là về nhà rồi, là vẫn chưa thấy có Sử cả. Cứ yên tâm mà ngủ đi nhá. Một tí nữa nếu mà như anh muốn bắt gặp Sử ở dưới kia là anh gọi Sử là đi vào chỗ của anh ngủ. Để ngày mai anh cho Sử đi vào. Vì bây giờ cái con đường này là buổi đêm đi rất là khó. Đấy. Vừa rồi anh em mình đi thì anh thấy là sập rất là nhiều chỗ rồi. Thế không may mà em ấy từ dưới kia mà lên trên nhà gặp cái vấn đề gì bị tai nạn đấy lại rất là mất việc nhá. Như hôm nọ thì em cũng thấy rồi đấy. Em Sử cũng chỉ bị ngã hầu như là nó rất là đơn giản thôi đúng không? Nhưng mà ra bên kia chụp ít qua là người ta bảo là bị mủ ở cái gì ấy. Đấy rất là may là nó không có bị ảnh hưởng gì tới phần xương cốt của em cả. Nếu mà bị ảnh hưởng thì phải có ở lại đấy mà điều trị. Không biết là tầm độ 2-3 tuần thì nó mới khỏi, nó mới phục hồi được. Đấy 2-3 tuần mà về đến nhà thì còn độ tầm 1 tháng nữa mới dám làm việc, mới dám vận động trở lại. Đấy, ở đây thì anh quý các em như là một người em cho nên là anh mới nói thế nhá. Anh nói thì các em giận hay không đấy là quyền của các em. Đấy nhưng mà anh vẫn nói để đúng với trách nhiệm là một người anh với lại một người mà lên chia sẻ hỗ trợ về các em. Về mọi mặt tất cả những thứ gì thì anh đều dặn dò các em là từng ly từng tí một cả. Các em thì là hiền lành cho nên là anh rất là sợ các em sẽ vướng phải những cái vấn đề gì mà nó sai trái với lại pháp luật xã hội chẳng hạn.
Đấy, còn Sử thì cầm theo điện thoại, thì anh sẽ điện cho Sử rằng là ở lại chỗ anh ngủ, sáng mai sẽ về. Chứ bây giờ thì cũng muộn quá rồi. Đấy, còn Sử về được thì là cho Sử về để mà ngủ với em. Còn một tí nữa đi về thì một tí ngủ ấy thì chốt cửa, chốt cái, mọi cái thì chốt hết nhá. Xong là nếu mà có anh Sử gọi đúng, anh Sử thì gọi nhá, mở nhá. Tại vì là cái cửa này là cửa kính này là nhìn được ra ngoài đúng không? Đấy, nhìn được ra ngoài thì nhìn đúng anh Sử rồi thì hắn mở nhá. Những người lạ, người ngoài hay là kể bất kỳ cả kể ca hay là thắng ở trên này nhá, là cũng không mở nhá, bảo là sáng có việc gì thì sáng mai các anh vào nhá. Đấy, rồi thì bây giờ là xem là điện đóm cái nào mà nên bật, cái nào nên tắt thì là tắt đi nhá. Tắt xong là đi ngủ rồi. Thì anh cũng xin phép là đi về. Bây giờ thì Hải gửi một lời chào tạm biệt tới các bạn nào, rồi anh đi về. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà của chúng chị. Rồi. Đấy. Còn chó này thì ban đêm là xích nó lại đi Hải. Vâng. Đây này. Đừng để nó chạy như thế là nó thứ nhất là nếu mà các em không tắm rửa được cho nó thì nó bẩn lắm ấy nhá. Vâng. Đấy. Xích nó lại ở một góc, xong là lấy cái rẻ hay là cái thùng về đặt ở trên kia là cho nó ngủ ở trong. Vâng. Nhá. Vâng. Cái bóng điện này thì là không tắt được chứ? Bóng điện ở ngoài ấy. Tắt rồi. À. Là hai cái bóng điện ở ngoài này là không tắt đúng không? Vâng. Rồi, thế thì như thế thì cũng phải nói là ở dưới kia nhìn về là nhà của Sử là sáng một vùng ở trên này luôn các bác. Mai thì nhớ là bảo Sử là đi chặt cây về để mà làm cái giáo nhá. Vâng. Đừng để lúc nào cũng phơi phơi như thế này này. Vâng. Anh còn xi này nữa thì bảo Sử không dùng thì cất đi nhá. Vâng. Cất đi chỗ khác nào kín đi, xong là dùng túi vi lông này che vào, lúc nào mà dùng thì là còn lấy cái đế mình dùng nhá. Vâng. Rồi thì anh đi về đây. Vâng. Đấy. Cái rãnh nước này thì là lúc nào mà rãnh thì hót cho nó sâu sâu tí nhá Hải nhá, chứ không là nó sẽ bị chảy lên trên cả cái phần sân này rồi. Máy móc thì cất hết đi nhá. Bây giờ thì sang năm sau thì mới dùng rồi, cất đẩy với chỗ góc nào mà góc nào mà kín một chút. Rồi về đi, đi về ngủ đi, đi về ngủ đi, không phải đợi anh đi trên đâu. Vậy cứ đi vào nhà ngủ đi, chốt cả cổng ngoài nhá. Khi mà em Sử thay đổi như thế cô bác thì cháu Lực là một người làm đi chương trình thì cháu Lực cũng rất là buồn, cũng chỉ mong muốn là làm sao mà các em là thay đổi với cuộc sống hiện tại thôi, chứ không thể mắc phải những như thế này. Rất là mong là các ông các bà sẽ có những cái gì không phải thì là bảo với cháu Lực thêm cô bác nhá, thì cháu Lực bảo cho hai anh em Hải Sử. Hay có lẽ là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ một cái thước phim nhỏ nhỏ với cô bác ạ. Và cháu Lực cũng sẽ phải là đi về nhà và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Cái con đường này thì là ban ngày đi là nó đi với cảm giác khác, còn là đêm đi là như kiểu là đi một cái con đường khác vậy cô bác ạ. Mặc dù con đường này cháu Lực đã đi gắn bó rất là lâu rồi, nhưng mà cuộc sống là khi mà đêm muộn lâu lâu thì mình đi một lần thì cảm giác như là cũng đi cung đường khác vậy. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về, có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được
em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.